thông qua mạng xã hội Facebook Zalo, nhóm của Lê Đắc trú ở Thừa Thiên Huế đã bán hơn 6,2 triệu thông tin dữ liệu cá nhân, thu lợi hơn 2,3 tỷ đồng. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện một đường dây mua bán dữ liệu cá nhân trái phép quy mô lớn. Nhóm Facebook Group Mua Bán Data Mới 2020 với khoảng 300 thành viên. Từ tháng 8 năm 2020, nhóm đã tìm nguồn mua dữ liệu cá nhân để bán cho những người có nhu cầu. Trong đó, Lê Đắc đóng vai trò quản lý nhóm, chịu trách nhiệm tìm kiếm nguồn cung cấp dữ liệu cá nhân, sau đó mua lại rồi bán cho khách hàng. Nguyễn Thị Huyền Trang, trú thành phố Thái Nguyên, là nguồn cung cấp dữ liệu cá nhân trái phép chính cho nhóm với 7.000 đến 10.000 dữ liệu trên một ngày. Từ tháng 11 năm 2020 đến nay, thì nhóm đã mua và quản lý khoảng 6,2 triệu thông tin dữ liệu cá nhân trên cả nước, với tổng số tiền khoảng 720 triệu đồng. Tổng số tiền mà nhóm trên đã giao dịch trên 3 tỷ đồng. Số tiền thu lợi từ hoạt động mua bán dữ liệu thông tin cá nhân là trên 2,3 tỷ đồng. Ngoài ra, nhóm này còn sử dụng tài khoản truy cập trái phép vào mạng riêng ảo nội bộ của công ty tài chính FE Credit với mục đích kiểm tra trạng thái hồ sơ khách hàng đã từng vay tại ngân hàng. Sau em